Hôm nay em lên sóng mời các bác xem. Đấy là cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Kia các bác nhá. Đây, vẫn biển 4 số từ ngày xưa này. Chưa thay biển lần nào, chưa thay đăng ký lần nào luôn các bác nhá. Đây, một vòng xung quanh cho các bác xem đây ạ. Mẫu này nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc luôn. Đấy. Đây là phần form dáng bên ngoài của chiếc xe, lớp sơn màu đen, rất sáng đẹp. Và xe thì không qua taxi và không qua dịch vụ các bác nhá. Không dịch vụ và không taxi đâu. Đấy, giá tiền của chiếc xe thì bên em bán chỉ hơn 200 triệu thôi. Đấy, giá thì các bác nhìn tiêu đề cho em nhé. Đây, một vòng xung quanh xe để cho các bác xem đây ạ. Hiện tại thì em đang mở cửa ra rồi. Đấy. Đây, form dáng bên ngoài của chiếc xe đây. Đấy. 2009 và đăng ký lần đầu năm 2010. Máy 1.6 các bác nhá. Đấy, 2009 2010 đến bây giờ mà các bác nhìn xem là cái sáng, cái dáng cái form của xe nó cũng rất là dữ đúng không ạ? Đấy. Nhìn rất là thanh thoát cho một chiếc xe. Đấy. Hơn 200 triệu thôi, một mẫu xe rất là lành bền tiết kiệm. Đấy, cực kỳ là lành bền và rất là tiết kiệm nhiên liệu các bác nhá. Máy 1.6 đối với mẫu này thì chỉ tầm khoảng 6 đến 7 lít trên 100 km thôi. Rất phù hợp phải chăng luôn, rất là ít luôn. Đây, sơn xi bóng đẹp này. Đấy, lốp của xe vẫn còn tương đối dày nhá. Xe đảm bảo cho bác là không đâm đụng, không va chạm nhá. Cũng là ngầm nước thử kích nữa. Đảm bảo cam kết cho bác luôn. Thậm chí là bảo hành cho bác luôn. Đấy, thì các bác mình hoàn toàn yên tâm. Đấy, phần vách của xe vẫn là nỉ này. Bốn vách của xe vẫn là nỉ zin các bác nhá. Đấy, vô lăng đẹp, có túi khí an toàn. Đây. Vô lăng đẹp đây, có túi khí đây. Đấy, chiếc xe này bằng số sàn nhá. Đấy, và có cam hành trình nhá. Đấy, có cam hành trình đồng hoàng. Và đây là phần đấy, khu vực hệ thống đầu đài, hệ thống điều hòa của chiếc xe mà có cảm biến lùi luôn các bác nhá. Cái tấm đô tấm ni của xe thì rất là ok, không bị kém. Đấy, những phần công tắc này các bác này. Đấy, những cái phần tay nắm tay bám này. Đấy, các bác nhìn xe này đẹp chưa đúng không ạ? Đây là một chiếc xe đẹp, một chiếc xe cứng đấy ạ, chứ không phải một chiếc xe bình thường đâu. Các bác cùng theo dõi hết video, em sẽ làm cho các bác khoảng hơn chục phút đồng hồ để các bác biết để chất lượng của chiếc xe nhá. Đây. Đấy, chi tiết từng phần một để cho các bác xem. Đây ạ. Đấy, keo chỉ của xe đây. À, các bác nhìn này. Đấy, các bác hãy đăng ký kênh và nhấn theo dõi. Mình đăng ký kênh thì đăng ký kênh YouTube nhá, còn thì theo dõi thì theo dõi trên kênh fanpage nhá để được cùng đồng hành cùng xem những mẫu video khác nữa của bên em đăng lên. Đấy, các bác nhìn này. Rất đẹp luôn, những vị trí này của xe là không bị bóng mòn bóng mờ này, không bị bạc màu này. Đấy. Không bị bóng mòn bóng mờ bạc màu gì nhá. Đấy, vách cửa đẹp nhá, không han gì bục mọt gì nhá. Không bục mọt gì đâu. Tí em sẽ quay cả phần gầm nữa cho các bác xem luôn. Đây, còn đây là phần vách cửa tiếp theo của xe này. Đấy, có khóa sáng đẹp này, khu đông ở đây chưa tháo vặn gì này. Đấy. Tất cả khung sườn cột kèo xe vẫn còn nguyên hết nhá. Đây là cái gioăng em ấn bắt là nó lại vào ngay. Đấy, hai tay. Đấy, sơn xi bóng đẹp. Đấy, xe của xe chiếc xe thì rất ok rồi. Đấy. Bên em cũng vừa mới tỉa sơn với vệ sinh. Đấy, vệ sinh nội ngoại thất và tỉa sơn rồi. Đấy, cho nên là các bác về mình giờ mình không phải làm gì nữa đâu. Đấy, tấm lô đẹp này. Đấy, cần số rồi cần phanh tay của xe thì vẫn còn đẹp thì các bác nhìn. Đấy, đúng không ạ? Đấy, đây. Mắt điều hòa nhá. Điều hòa rất là mát luôn. Mát sâu luôn đấy ạ. Đấy, có phủ tấm lô. Có phủ tấm lô. Chân của xe thì vẫn là chân nỉ nhá. Vẫn là chân nỉ zin. Đây, tiếp tục ạ. Đây, các bác cùng xem. Bên em với tầm tiền này nhiều lắm. Rất là nhiều luôn. Đây, các bác xem này. Nhưng mà để mà lành bền thì cũng không có nhiều đâu. Xe thì được trang bị 4 kính điện nhá. Đây, 4 kính điện đây. Những cái phần tay nắm đây. Đây, nỉ này. Nỉ vẫn zin. Đây, các bác xem. Đồ nhựa xe còn đẹp nhá. Gioăng của xe không rách, không gãy vỡ gì nhá. Đấy, không sứt mẻ gì. Các bác khi mình muốn bán xe bên em đấy ạ. Đấy, thì các bác cũng cứ quay cho em như thế này nhá. Em quay như nào các bác cứ quay thế cho em. Đây, để em định giá cho. Đây, để em định giá xe của các bác cho. Nhưng mà các bác quay thì các bác mình cắt ra tầm khoảng cứ tầm khoảng 3 phút 1 nhá. Chứ còn thì như em này em quay liền. Quay liền thì em đăng lên trên kênh của em được. Còn các bác mình qua Zalo bên em thì các bác cứ mình phải cắt rồi ra tầm khoảng 3 4 phút 1 thì các bác mình gửi sang bên em được các bác nhá.
các bác mình bán xe cho bên em thì mình phải làm như thế, em hướng dẫn trên đây luôn. Bên em có nhu cầu đổi xe nữa nhá. Đấy, các bác mình có nhu cầu đổi xe thì các bác mình hãy liên hệ trực tiếp bên em và gửi hình ảnh cũng như là gửi số điện thoại qua Zalo bên em để bên em sẽ định giá cho và mua cho các bác bên Giang Ná hợp lý nhất các bác nhá. Đây là phía sau xe này. Đấy, đèn xe rất là sáng đẹp này. Đấy, có những mắt cảm biến của xe vẫn còn đẹp này, đúng không? Đèn trước đèn sau đẹp các bác nhá. Sơn xi bóng bẩy sạch sẽ. Chạy một thời gian nữa luôn. Quay các bác xem từng phần từng vị trí một, các bác thấy rằng là chiếc xe nó ở chất lượng như thế nào. Những cái phần tắp đi tắp lô của xe nó không bị xước này, ngay nó không bị mòn những cái vị trí phần sần nhựa này. Đấy, không bị kém xấu gì đúng không ạ? Nhưng vị trí này các bác nhìn nữa này. Đấy, không bị kém luôn. Chưa làm lại nhá. Nội thất của xe hai màu, màu kem và màu đen. Đây, vách cửa nữa này. Trước đầy đủ các bác xem từng phần một. Đây, lóc luôn này các bác này. Không phải. Chìa khóa trong xe là sao ấy? Vâng. Và tiếp tục đây thì em mời các bác mình xem tiếp. Đây này, đây em đứng em quay luôn cho bác này. Đấy, cái đồ nhựa của xe đẹp chưa? Rất sáng luôn. Và những cái phần nẹp của xe cũng không bị kém này. Đấy. Đây các bác nhìn. Các bác đúng chân, các bác đang có tầm tiền hơn 200 triệu mua một chiếc xe lành bền, dáng đẹp, tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm chi phí sửa chữa. Thì các bác mình quan tâm đến chiếc xe này cho em nhá. Đây là một chiếc xe để cho các bác mình có thể là lựa chọn. Các bác thấy ok không ạ? Hiện tại trời thì cũng hơi tối một chút thôi. Vẫn đảm bảo ánh sáng để cho các bác xem. Vách cửa đây nhá. Tất cả đồ nhựa con này, các bác nhìn này. Đây, đồ nhựa nhá, em đều chỉnh ánh sáng để làm sao mình được tốt nhất đấy các bác. Đấy. Keo chỉ của xe là vẫn còn đấy ạ, không bị mất đâu. Đây, chỗ này là cốp đồ nhá. Côn số lái của xe thì rất là nhẹ. Đây là cốp đồ nữa này. Ở bên đây là tốc đô nữa này. Ở chỗ này có túi khí nữa nhá. Xe trang bị hai túi khí đấy ạ. Và đây các bác nhìn xem là những cái đồ nhựa của xe vẫn còn rất là ok đúng không ạ? Nói chung là 2009 và như này thì đây một chiếc xe là ok rồi. Đấy, cửa đóng êm chắc chắn. Đăng kiểm tháng 12 năm 21 nhá. Bây giờ thì mời các bác xem phần vỏ bên ngoài. Các bác cùng em đi xung quanh phần vỏ bên ngoài của chiếc xe nhá. Đây, sơn xi bóng bẩy sạch sẽ đều. Rất là căng đẹp. Đây. Đây, các bác ngó cho em nhá. Đây. Phần vỏ đẹp đều nhá. Xe khá là ok. Tại vì em nói nhanh tại vì là trời sắp tối cho nên em muốn quay nhanh một chút. Đôi khi là nói nhanh thì các bác biết nó sẽ bị bấp đúng không ạ? Các bác thấy chiếc xe thế nào ạ? Các bác hãy để một lại một like nhá. Và các bác hãy comment ở phía bên dưới để bên em sẽ có cái sự tư vấn cho các bác mình nhiệt tình hơn. Và để biết thêm, để xem thêm những chiếc xe khác ở trong siêu thị ô tô Hải Dương thì các bác hãy kết nối cho bên em theo hai số điện thoại này các bác nhá. Đây, hai số điện thoại đây ạ. Hai số điện thoại hotline của bên em đây. Đấy, địa chỉ luôn đây. Đấy, em Victor Trâm đứng ở siêu thị ô tô Hải Dương. Bên em có ship xe nhá các bác nhá. Các bác lưu ý cho em là bên em có ship xe toàn quốc. Đấy, mang xe tới tận nơi, chuyển xe tới tận nhà để cho các bác xem. Và mình lúc mình xem nhá thì mình test thoải mái cho em, kiểm tra xe thoải mái cho em. Thì mà
khi mà thấy chiếc xe ok, thấy một chiếc xe không có lỗi, thấy một chiếc xe mà thấy các bác mình mua được thì lúc đấy mình lấy bỏ tiền ra mình mua nhá. Cái chứ không phải là mình bỏ ra một số tiền trước khi một số tiền lớn trước khi các bác xem xe đâu. Đấy, xem xong mình mới mua cơ mà, đúng không ạ? Rồi thì em sẽ thử quay các bác mình xem phần vỏ bên ngoài xong rồi. Đấy, sắp tới là sẽ đến phần gầm và phần máy nhá. Đấy, chi tiết chưa ạ? Rất chi tiết. Đấy, các bác nhìn những phần nhựa, những phần răng bên ngoài là xe ok này. Vâng, đây là đến phần gầm nhá. Bây giờ đến phần gầm nhá, các bác mình xem nhá. Đấy, yên tâm là không mục mọt gì nhá. Đây ạ. Đây. Máy đây. Máy số đại chất, máy số không bàn nhá. Máy số nghiêm chỉnh luôn. Đây là xung quanh phần khoang động cơ. Đấy, cabo này. Đấy, các bác đã xem phần động cơ rồi. Máy khô khan sạch sẽ nhá. Không có chảy dầu mỡ gì đâu. Đây, gầm sàn đây. Em quay đến bây giờ thì cũng gần tối rồi, đúng không ạ? Đây gầm sàn đây. Các bác nhìn này. Vâng, thì chiếc xe Kia Forte 2010 2009 sản xuất và 2010 là đăng ký lăn bánh. Đấy, xe này nhập khẩu nội địa Hàn Quốc các bác nhá, chứ không phải xe lắp ráp trong nước đâu. Những mẫu xe nhập khẩu bao giờ nó cũng sẽ chắc chắn và nó sẽ bền. Đấy, chạy thích hơn rất là nhiều so với những mẫu xe trong nước, đúng không ạ? Các bác biết rồi. Các bác mình liên hệ sớm để tư vấn. Đấy, để chốt chiếc xe này làm sao về tay các bác với giá hợp lý nhất các bác nhá. Các bác cứ liên hệ với bên em. Đấy, ngoài cái giá bên em đưa lên tiêu đề thì vẫn còn bớt thêm, vẫn còn độc giá thêm. Đấy, mình hãy liên hệ cho bên em để được chốt một giá yêu, một giá tốt các bác nhá. Rồi, các bác hãy nhớ nhấn đăng ký kênh YouTube và hãy nhớ nhấn theo dõi Facebook bên em để được xem tiếp tục chiếc xe khác nữa. Đây, con Sorento này mới về này, 2018 phun dầu này, 2018 bản phun dầu đặc biệt. Đấy, trước đấy thì bên em bán là hơn gần 800 triệu, bán gần 800 triệu nhá, gần 800 triệu. Con này thì hơn 200 thôi, đúng không? Rồi, em đã quay xong rồi thì các bác nhà mình hãy xem và ủng hộ bên em, xem video này và những video khác nữa các bác nhá. Xin được cảm ơn các bác rất là nhiều.